Dạ, thưa Phật sư, lại chúng hoan hỷ nhập Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô chúng ăn rồi. Chúng nó hơi ốm, nó hơi mạnh cái sợ. Sao ạ? Nó thấy thầy sao nó ốm ớt, nó hơi mạnh. Vậy hả? Không, cái đấy là cố đấy. Thấy mọi người đông quá, phải cố lên mua xà. À đúng rồi, mình yếu thì mình phải dương cái khỏe ra chứ. Không có người người ta bắt nạt. Lâu lâu lên thì cứ mọi người cứ tục đánh chuông, mà thấy mọi người đang nói chuyện vui quá không dám đánh. Có phải nó có nguyên nhân không đánh là chúng ta có nghe cái câu chuyện của hai thầy trò ngày Xá Lợi Phất chưa? À, câu chuyện này hay lắm. Ok hả? Để thầy lên Google xem có nhớ không đó. Thì cái câu chuyện ấy là ngày Xá Lợi Phất có độ được một cái chú Sa Di, cũng nhỏ tuổi thôi, nhưng mà cũng không phải là nhỏ lắm. Thì cái chú này tu hành cũng rất là cẩn thận. Thì một hôm hai thầy trò đang đi khất thực, chú này thì được cái là chú hỏi nhiều lắm. Đang nghi ra ngộ mà cũng giống như ở nhà có mấy đứa cháu vậy. Trời ơi, nó hỏi cả ngày luôn, nó không biết mệt, mà mình trả lời mấy câu mình mệt, mình muốn nghỉ rồi, mà nó cứ nói hỏi hoài luôn. Thì cái chú Sa Di này cũng giống vậy, hay hỏi lắm. Đang đi ngày Xá Lợi Phất thì Đức Phật dạy là đi khất thực ấy là mắt nhìn phía trước, không được nhìn hai bên. Mà chú này thì chú không có vậy, chú cứ nhìn bên kia, nhìn bên này, nhìn một hồi thì chú thấy cái xe bò nó đang kéo vui quá, chú hỏi thưa sư phụ, ai chế là cái bánh xe vậy? Người sao được vẫn có trả lời không? Có chứ. Trẻ con mà, người lớn thì có thể là không trả lời, nhưng mà trẻ con thì đôi khi mà nó đang cái tuổi ăn được tuổi lớn mà nó đang tìm hiểu ấy, cho nên là mình thấy là mình cũng phải trả lời, chứ không phải mình cứ học giáo lý vậy là mình cứng ngắc như vậy là không có đứa nào nó theo mình hết. Bởi vậy cho nên là trong đạo Phật mình ít trẻ con là vậy đó. Thì ngài mới trả lời rằng là tức là chú nói cái ai chế được cái bánh xe mà sao nó hay vậy, nó chở được đồ, nó lăn bánh mà nó chở được nhiều thứ vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời là ai? Con gì anh? Ủa hay vậy? Không con người thì ai nữa? Thì ngài Xá Lợi Phất là con người chế cái bánh xe rồi đó. Thì đi một hồi nữa chú lại nhìn thấy cái để cày á, cày để mà cái lưỡi cày đó. Thì đó chú hỏi là ai chế ra cái lưỡi cày mà hay thế, có thể đào đất lên trồng được cây lúa cho mình ăn về. Ngài Xá Lợi Phất trở lại, cũng con người các bạn. Đi một hồi nữa chú thấy là có mấy người tức là người trong quân đội đó, mấy người xạ thủ đó. Xạ thủ tức là cái gì? Bắn tên đó, ngày xưa là bắn tên. Chú thấy là có cái cung ở Việt Đẹp quá. Cung tên đó. Thế xong rồi bắn làm sao mà nó trúng được vào cái đích, mà nó đứng được vào cái đích đấy, hay quá. Nên chú bảo thưa sư phụ, ai chế cái mũi tên với cung tên mà hay vậy? Cũng còn người này luôn. Chúng ta nghe vậy chúng ta có ngộ được cái gì không? Đúng, nhưng mà chưa thông minh bằng cái chú này. Chú hỏi nhiều nhưng mà chú thông minh lắm. Nên chú nói là rồi cái gì hả? Bánh xe là một này, lưỡi cày là hai này, ba thứ quy hết về con người.
chú ngồi chú nghĩ một hồi mà không nghĩ về con người, nghĩ cái khác. Tôi nghĩ là sao cái bánh xe đó, nó bằng những cái vật gỗ rồi cao su này, là những vật vô tri. Rồi lưỡi cày cũng bằng gỗ với bằng đá, bằng sắt, nó cũng là vô tri. Rồi cung tên cũng vậy, tất cả đều là vô tri cả. Rồi sao nữa? Tất cả đều là vô tri cả mà sao nó lại có lợi ích? Mà trong khi đó mình là con người, mình có suy nghĩ, có mọi thứ đàng hoàng mà mình xong mình vô ích vậy? Chú nghĩ vậy xong rồi chú bỏ, không đi khất thực nữa. Về tu, về ngồi thiền quán. Ngồi thiền quán nhập định để suy nghĩ về tại sao những cái vô tri mà nó có ích, trong khi đó mình hữu tri mà mình lại không có ích. Thì chú tư duy, chú thiền quán. Thì chú xin phép là thôi thưa sư phụ, bây giờ con không ăn nữa, con về con tu. Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng đồng ý, rồi thì thôi chú về chú tu. Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực xong xuôi, xin đồ ăn luôn về cho chú nữa. Biết là chú về chú không có đi khất thực mà, cho nên sẽ đói chú, cho nên khất thực nhiều lắm. Đi về trễ một chút với hy vọng rằng là chia sẻ được cho cái người đệ tử của mình, nó rất là ham tu nên rất là thương. Thì khi mà cái chú này chú về thì chú vào trong cái phòng chú đóng cửa lại nhập định. Ngài Xá Lợi Phất về đến nơi đó, đang định đi vào thì Đức Phật đến. Dạ, Ngài Xá Lợi Phất này, Đức Phật. Ngài đang định vào để mà xuất cơm cho Sa Di, cho chú tiểu mình. Đức Phật đến, Đức Phật chặn lại, không cho vào. À, biết tại sao không? Sao? Ờ, hay đó, đúng rồi. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất về đó, Ngài bước vào đến cái tinh xá, Ngài đang định bước vào phòng ấy thì Đức Phật xuất hiện. Tức là Đức Phật ngồi, Đức Phật quán chiếu, Đức Phật thấy rằng là Ngài Sa Di này đó đang quán chiếu, đang tu tập rất là nỗ lực, và cái tư tưởng nó đang là một cái dòng chảy rất là mãnh liệt rồi, nó đến cao trào rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là có thể đắc đạo được. Mà bây giờ mà Ngài Sa Di Phật cốc vào cái là thôi, đi thế thôi, không còn cái gì nữa. Thì Đức Phật thấy á, Đức Phật thấy cái điều đó, cho nên là Ngài xuất hiện một cách rất đúng lúc. Ngài chặn Ngài Sa Di Phật lại, là không cho vào. Tức là chặn, nó không phải chặn một cách tức là nó Sa Di nó đang quán ấy, đừng có vào. Ngài rất là tế nhị. Ngài làm như vậy thì nhiều khi Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng mình tu, mình đắc quả A-la-hán mà mình không biết gì thì cũng kỳ. Thì Ngài đến, Ngài hỏi rất là bình thường, thì Ngài nói là hôm nay đi khất thực thế nào, rồi gặp ai, thời tiết ra làm sao. câu giờ cái câu giờ. Thì khi mà nói chuyện một hồi xong thì biết là Sa Di này đắc quả rồi, Đức Phật thôi chào đi về. Đi về cái thì Ngài Xá Lợi Phất gõ cửa vào cái thì bước ra là một Sa Di hoàn toàn khác biệt, cái nét mặt rồi tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt hết. Và Ngài biết rằng là đắc quả A-la-hán này. Chúng ta thấy là Đức Phật đã xuất hiện một cách rất đúng lúc, chứ không có thì nếu như mà không chặn Ngài Xá Lợi Phất lại đó thì cái cao trào chúng ta thấy là đang tư duy một cách rất là cao trào, bị ai cắt ngang cái dòng tư duy đó là chúng ta sẽ tiêu hủy hết. Rồi chúng ta lại phải quán lại từ đầu, và không biết bao giờ cái duyên nó mới tới để chúng ta có thể quán được như vậy. Cái duyên là nhờ Ngài thấy được cái này này. Dạ cảm ơn. Ngài thấy được những cái này mà Ngài mới quán được. Chứ bây giờ mà bị cắt ngang đây cái thì không biết bao giờ mới lại thấy được cái này nữa. Thấy lần thứ hai nó không có giống lần thứ nhất nữa. Nó bởi vậy cho nên là lâu lâu vào thấy chúng ta nói chuyện rôm rả quá, không dám cắt. Giờ nhớ có ai chứng quả. thì đồng thầy có lỗi. Sao ạ? Tức là ngài ông Sa Di ông thiền quán, ông thấy là tất cả mọi thứ là vô tri mà nó còn có hữu dụng, mà mình thiền quán, tức là mình là con người mà mình lại vô dụng như vậy, cho nên là ngài mới quan sát. Để khi mà cái cao trào nó lên rồi thì ngài thấy được là cái con người nó cấu tạo ra sao, rồi vô thường như thế nào đó. Thì cái này không ghi chi tiết nhưng mà mình đoán định vậy thôi, cái nguyên tắc của đạo Phật là như vậy thôi. Tức là quán mà cứ thấy vô thường rồi nhận ra được các pháp là hữu vi thì vô ngã, tức là đã đến quả A-la-hán thôi. Thì chúng ta thấy là hy vọng là mỗi lần lên chúng ta
nói chuyện thông cảm, mà đắc được quả như vậy đấy thì nếu mà ai đắc được rồi thì nhớ đắc lên ra ngoài kia rỉ tai. Rồi mất 15 phút. À, được ha. À, thì thôi mình gọi là một là tất cả là một, cái gì nó cũng là pháp thôi đúng không? À, chúng ta đi tiếp. Dạ, vẫn tiếp tục bài cũ, mình mới đi được cái phần thứ nhất à? Tức là Ambatha đó. À, hôm trước về Adit có một cái chữ này mà hôm đấy không thấy ai thắc mắc. Cái châm ngôn của Đạo Phật đó, tức là Do not ask of Jati và ask of Sat. Dạ, nhưng mà có cái chỗ này mà không thấy ai thắc mắc. Ask of behavior mà thiếu cái chữ e. Có đọc behavior mà không ai biết. Chắc là mọi người biết này, mọi người tưởng chữ Pali hả? À, mà thiếu cái chữ e xem lại mới thấy. Như lúc mà edit á. Dạ. À, không, à, cái đó là viết thiếu. Nè, cái đó thì chúng ta biết rồi, khỏi nhắc lại đúng không? Yeah. Bây giờ chúng ta đi vào chánh kinh, chúng ta đi được cái phần thứ nhất này. Phần 1 của bài kinh là đối thoại đúng không? Đối thoại về dòng tộc thì chúng ta biết được cái dòng tộc Thích Ca rồi. Dòng tộc Thích Ca là ai là khởi tổ? À, đúng rồi, Okaka. À, Okaka là khởi tổ của dòng tộc Thích Ca thì chúng ta biết là lúc đó là con người ta mới có tên rồi chưa có họ. Và ông Okaka này khi mà khen các thái tử thì ông nói rằng là Sakya. Sakya là cái gì còn nhớ không? À, cứng như trong sách, tức là cứng chắc như cái gốc cây sồi, tức là nó cứng chắc lắm, không có gì thay đổi được. Cho nên là ông ấy tán thán các thái tử là một cái Sakya. Và chính vì thế mà lấy luôn cái này làm cái họ, đó là cái cách mà ngày xưa người ta lấy họ. Còn bây giờ ông biết mình họ Nguyễn, họ Lê là cái gì. À, Lê chắc là ăn Lê nhiều quá cho nên thành họ Lê á. Thì đó là cái cách ngày xưa người ta lấy họ. Thì ông Okaka này là khởi tổ của dòng tộc Thích Ca. Hôm nọ cũng có một cái câu hỏi, cũng có một người hỏi cũng hay lắm, hôm nay chắc chia sẻ luôn với mọi người đi. Thì chính vì thế mà chúng ta thấy là cái thời ngày xưa đó, từ xuất thân từ cái Okaka này, cho nên là những cái người Sakya này họ rất là tự hào về cái dòng tộc của họ. Mà sau này đến khi mà vua Ba Tư Nặc đó, hôm trước có nói đó, Ba Tư Nặc, chúng ta biết là khi mà cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì Ba Tư Nặc với lại Tần Bà Sa La là hai cái vương quốc lớn nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ. Và chính cái dòng tộc Thích Ca này cũng là một cái vương quốc nhưng mà bị chinh phục bởi ông này. Và chính vì thế mà tuy rằng là một cái nước tự trị nhưng mà giống như là thuộc của cái này là vương. Đây là giống như bị chuyển vân thánh vương giống như vậy đó. Thì cho nên là mới có một lần khi mà gặp Đức Phật thì ông mới nói rằng là tôi là người Kosalan. À, ngài cũng là người Kosalan á, tức là nói Đức Phật đó. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái vị trí lúc bấy giờ đó của ông vua Tư Nặc là cao hơn về vị trí xã hội đó, thì cao hơn dòng tộc Thích Ca. Mà tại sao chúng ta thấy là khi mà ông ấy thương mến Đức Phật đó, ông ấy đến ông ấy xin cưới một cái người con gái Thích Ca, thì chúng ta thấy là khi mà cái dòng tộc dưới mà không phải là dưới, tức là đã thuộc về cái quyền của ông rồi mà được ông cưới hỏi, tức là rất là vinh dự đúng không? Mà tại sao không gả con gái của mình cho mà lại gả người hầu? Dạ đúng rồi. Thì chúng ta thấy là cái thời khởi thủy đó là cái dòng tộc Thích Ca này rất là hùng mạnh, rất là lớn. Mà trong khi đó là vua Ba Tư Nặc và cái dòng họ Ba Tư Nặc lúc bấy giờ là chưa có vững mạnh và chưa có hùng mạnh. Và sau những cái thời gian khác nhau thì nó có cái sự thay đổi.
thì lòng tập Pika trở nên yếu đi, và trong khi đó là vua Ba Tư Nặc thì mạnh lên. Cho nên là chúng ta thấy là, nhưng mà họ nghĩ đến cái khởi tổ của họ, cho nên họ vẫn nghĩ rằng họ cao quý hơn. Giống như là chúng ta có nhà, chẳng hạn như nhà Lý với nhà Trần ấy chẳng hạn. Nhà Lý nhà Trần ví dụ như là Lý Công Uẩn lên ngôi xong rồi truyền ngôi cho những người khác, thì họ nghĩ rằng là mình là những cái dòng tộc của vua chúa. Lúc đấy nhà Trần mới là những cái người đánh cá thôi, thì không phải vua quan gì mà khi mà nhà Trần mà chiếm cứ đánh đuổi nhà Lý xong rồi ấy, thì chúng ta thấy là khi mà muốn cưới hỏi những người nhà Lý thì nhà Lý là mày là mấy cái đồ mà đánh cá mà đòi cưới xin cái gì. Thì cũng giống như Thích Ca mấy đại bà Tư Nặc, cái này chúng ta rõ không? Dạ. Dạ. Rồi chúng ta xong cái dòng tộc Thích Ca. Rồi bây giờ chúng ta sang cái dòng tộc của Amatha. Thì chúng ta đã biết khi mà đến gặp Đức Phật ấy, thì Amatha rất tự hào về dòng họ của mình. Bà đã ba lần miệt thị dòng tộc Thích Ca, và tương tự như vậy là miệt thị Đức Phật luôn, miệt thị một cách rất là ghê gớm. Và Đức Phật mới nghĩ rằng là, Đức Phật nói rằng là vậy thì mình phải hỏi nguồn gốc cái tay này xem nó xuất phát từ đâu mà nó cao ngạo đến cái cỡ đó. Thì Đức Phật mới hỏi này Amatha, vậy thì dòng họ của nhà ngươi là gì? Để chúng ta biết dòng họ của Amatha là cái gì. Kanhayana. Chúng ta biết nó chia thành hai, Kanha và Yana. Biết Kanha là cái gì không? Mình có hai cái này. Kanha Kama. Hoặc là tiếng Pali là Kama. Là cái gì không? Biết không? Cái này biết không? Cái này là nghiệp. Còn cái này cái này là hắc. Hắc cái chúng ta gọi là evil. Và trái nghĩa với cái từ Kanha Kama này, nó có cái từ Sukha Kama. Cái này là cái gì? Bạch nghiệp. Bạch nghiệp mà chúng ta gọi là nghiệp tốt đấy, tức là hậu sầm. Chúng ta thấy bắt đầu thấy mầm mống của Kanha đây rồi đó. Mà chúng ta biết là trong đạo Phật có hai cái gọi là bạch nguyệt và hắc nguyệt, chúng ta còn có nghe không? Bạch nguyệt là Sukha Pakha. Còn hắc nguyệt là Kanha. Pakha là bạch nguyệt và hắc nguyệt. Các biết bạch nguyệt, hắc nguyệt là cái gì không? Nguyệt là mặt trăng. Ngày xưa chia lịch, đây là lịch Pháp của Ấn Độ. Người ta chia ra bạch nguyệt và hắc nguyệt. Bạch nguyệt tức là cái tháng nửa tháng cuối là bạch nguyệt á? À? À đúng rồi, nửa tháng cuối là hắc nguyệt, là bởi vì lúc đấy mặt trăng nó không còn nữa, nó đi xuống, là nó tắt đi. Còn bạch nguyệt tức là trăng nó đang đi lên, tức là từ lưỡi liềm cho đến trăng tròn thì chúng ta gọi là bạch nguyệt. Đó là cái lịch pháp của Ấn Độ ngày xưa. Thì chúng ta thấy là nào đó là cái chữ Kanha là từ đây đây đó, Kanha. Và ông ấy có cái dòng họ là từ Kanha. Để chúng ta xem là cái gì. Thì khi mà Đức Phật hỏi Amatha là dòng họ là gì, thì ông ấy rất là tự hào, vỗ ngực nói là dòng họ của ta là Kanha Yana. Thì
chúng ta biết là Đức Phật ấy, ở đây có một cái vấn đề nữa là chúng ta thấy là Đức Phật có phải là bậc toàn năng nè, có phải không? Có không? Ai mà nói phải là sai. Toàn năng ở đây là gì? Tức là giống như là God, tức là có quyền ban phước giáng họa, tức là có quyền thay đổi nghiệp của người ta. Nhưng mà Đức Phật nói là Ngài có tam năng và tam bất năng đó, không có thể thay đổi nghiệp người khác. Ngài chỉ có là bậc đúng rồi, toàn giác hoặc là toàn tri. Ngài có thể biết hết được chúng sinh, nhưng mà Ngài cần phải có tác ý. Tức là Ngài, chẳng hạn như chúng ta thấy là trong tất cả các kinh điển đó, chúng ta gặp các cái đối thoại của Đức Phật với lại những người khác đó, không bao giờ Đức Phật hỏi là tên anh là gì, bao nhiêu tuổi, xuất xứ từ đâu. Đức Phật không bao giờ hỏi, nhưng mà chúng ta thấy là trong những kinh điển gặp cái Đức Phật nói là này anh kia, tức là nói thẳng tên luôn. Chúng ta thấy là Ngài, khi mà Ngài tác ý, Ngài biết được là người đó như thế nào và dòng họ ra sao, rồi nghiệp thiện ác như thế nào, quá khứ ra làm sao, tức là Ngài phải tác ý, Ngài mới biết. Như trong một cái đoạn nào chúng ta có đề cập đến rồi đó. Thì khi mà hỏi cái dòng họ Kanhayana cái, tức là hỏi để cho bắt đầu câu chuyện đó, thì Ngài biết ngay được cái dòng họ của anh này là cái gì rồi. Thì Đức Phật mới nói rằng là, Đức Phật mới kể ra cái đầu đuôi câu chuyện của anh này. Thế anh tự kiêu và anh nhục mạ dòng họ Thích Ca quá, thì hỏi ra Kanhayana, thì Đức Phật mới biết rằng là tổ phụ đời, tính từ cái đời đầu tiên của cái ông mà tổ của Kanha đó, thì chúng ta thấy là trong sách có một cái tên là Disa. Thì khi mà hỏi anh đấy, thì Đức Phật nói rằng là thời từ ông Okaka này, thì ông ấy có một cái người hầu ở trong cung, tức là tên là Disa. Thì cái người hầu này đó làm việc cũng rất là cần mẫn cho ông này và cho ông vua Okaka. Và đến một cái thời đó thì cái người hầu này có bầu và mới sinh ra một cái người. Thì lúc đấy cũng chưa có tên, sinh ra một cái người mà nó đen lắm, đen thui, đen như than luôn á. Đen như than rồi xấu xí á. Đen rồi xấu xí. Và trong kinh có nói lại rằng là mới sinh ra cái biết nói luôn. Dạ con trai. Khi mà đen mà xấu xí quá, cái bà này bà ấy định tính là bà ấy luyện đi. Thứ nhất là bà ấy là người hầu nuôi trong cung, nuôi cũng bất tiện. Và thứ hai là nó xấu một cách khủng khiếp vậy. Bà nhìn bà cũng ghê, cho nên bà muốn luyện, bà muốn lẳng nó đi. Thì bỗng nhiên nó lên tiếng, nó nói mẹ đừng có vứt con đi. Mẹ ấy tắm rửa cho con, là sau này con sẽ làm lợi ích cho mẹ đó. Thì khi mà thấy như vậy thì bà mới giữ lại, bà mới nuôi nó. Thì chính vì nó đen, nó xấu và nó bất thường như này á, thì người ta nói là ngày xưa người ta cứ phát ngôn là nói là đồ quỷ. Thì người ta nói là chữ Kanha là quỷ. Thì không phải là bái đặt tên nó là quỷ, mà chúng ta thấy là mọi người thấy những cái điều kiện này cho nên mới đặt tên nó là Kanha. Mới đặt tên nó là Kanha. Thì cái bà Disa này là bà ấy là người hầu, nhưng mà bà ấy cũng là một cái người cũng khá xinh đẹp, cho nên là có một số người trong cái dòng tộc Thích Ca này ăn nằm với bà, cho nên mới sinh ra cái đứa này, sinh ra Kanha. Thì khi mà hỏi đến đây đó, hỏi Kanhayana là Đức Phật biết cái nguồn gốc này, Đức Phật nói là vậy thì nhà ngươi chỉ là con của cái đứa hầu của người Thích Ca mà la làng cái gì, mà tự hào cái gì. Thì khi mà chúng ta thấy là khi mà nghe đến đây đó, thì tất cả những cái người chúng ta thấy là hồi đấy là có 500 người Bà La Môn đi theo Ambattha, thì ai cũng la làng, nói rằng là Đức Phật đừng có nhục mạ cái anh Ambattha này, bởi vì là Ambattha như lần trước bài đầu tiên chúng ta học đó là anh ấy là đúng rồi, tức là thuần chủng. Anh ấy thuần chủng cả về hai mặt, thứ nhất là về huyết thống là bớt đó, là bảy đời tổ phụ là thuần túy là Bà La Môn, tức là bảy đời từ trước cái Ambattha đó, còn về đến cái đời này thì không nói làm gì. Và cái cao quý thứ hai của anh ấy nữa là anh ấy học với những cái Bà La Môn rất là nổi tiếng. Thế là hai cái điểm này, chính vì thế mà anh rất là tự hào. Mà Đức Phật, tự nhiên Đức Phật tuyên bố rằng là anh chỉ là
tổ phụ của anh chỉ là con của cái người hầu, thì tất cả những cái người Bà La Môn đi theo anh này phản đối một cách kịch liệt lắm, nói rằng là Đức Phật là người vu khống cho anh ấy. Thì Đức Phật rất là có, tức là ngài, chúng ta thấy Đức Phật có ba cái rồi: bi, trí, dũng. Ở đây ngài thể hiện cái dũng rất là mãnh liệt. Ở trong kinh đó, chúng ta thấy là chỗ 1.17 đó cho đến 1.19, chúng ta không có thời gian đọc đâu, đại khái là khi mà nghe như vậy đó, thì các thanh niên này đều phản đối Đức Phật, nói rằng là ngài đừng có cáo buộc Amattha và đừng có khinh thường và đừng có vu khống là Amattha là cái người con người hầu của Thích Ca, mà trên thực tế là Amattha là người rất là cao quý. Thì Đức Phật mới tuyên bố rằng là được, nếu như mà bằng này người Bà La Môn đó mà cảm thấy đủ khả năng, tức là đủ trí tuệ và đủ tài biện bác á, thì đứng ra đây đối thoại với tôi. Còn nếu mà không cảm thấy đủ cái năng lực đó thì để im cho anh này anh nói. Bởi vì tất cả những người Bà La Môn đi theo đó là cái trí tuệ là thua xa cái anh này, cho nên là đâu dám đối thoại với Đức Phật đâu. Cho nên là để cho Amattha đối thoại. Thì Đức Phật, chúng ta thấy đọc cái chỗ này lần trước chúng ta có nói, để chúng ta thấy là có sách vở nói đàng hoàng chứ không phải thầy nói tự nói ra. Số 1.20, trang 95, chúng ta thấy chưa? Thế Tôn liền nói với thanh niên Amattha: này Amattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi, tức là chỗ này đó, thì khi mà Đức Phật tuyên bố rằng là nếu mà 500 thanh niên này đủ khả năng đối thoại thì đứng ra đối thoại, còn không thì để Amattha đối thoại, thì Đức Phật mới nói Amattha rằng là bây giờ ta sẽ hỏi nhà ngươi một câu, nhà ngươi phải trả lời. Thì Đức Phật nói rằng là: này Amattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi nhà ngươi, dầu không muốn cũng phải trả lời. Nếu không trả lời, hoặc tránh qua một vấn đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ đầu nhà ngươi sẽ bị bẻ ra làm 7 mảnh. Này Amattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các Bà La Môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư, tổ sư nói đến nguồn gốc dòng họ Kanhayana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhayana? Thì tổ phụ của dòng họ Kanhayana là như vừa nãy đã nói đó. Thì hỏi lần thứ nhất thì Amattha biết cái câu chuyện đó nhưng mà ông im lặng, không dám trả lời. Hỏi lần thứ hai không dám trả lời, thì Đức Phật nói rằng là nếu mà không trả lời hoặc lảng tránh chỗ khác thì đầu sẽ bị bẻ làm 7 mảnh đó. Thì lần thứ ba Đức Phật hỏi lần thứ hai cũng im lặng. Lần thứ ba là cái gạch đầu dòng cuối cùng này: Amattha, nay ngươi phải trả lời, nay không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Amattha, ai được Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba, tức là cái truyền thống đó, hỏi đến lần thứ ba mà không trả lời đó, thì đầu của người đó sẽ bị bẻ ra làm 7 mảnh ngay tại chỗ. 1.21 này: lúc bấy giờ thần Dạ Xoa Vajirapani đang cầm một chùy sắt to lớn cháy đỏ sáng chói đứng trên đầu của thanh niên Amattha với ý định: nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Amattha không trả lời, thời sẽ đánh cho đầu nó bể ra làm 7 mảnh. Chỉ có Thế Tôn, Amattha và thần Dạ Xoa mới thấy được cái điều đó. Và Amattha thấy vậy liền hoảng hốt sợ hãi, tìm sự che chở của Thế Tôn, liền cúi rạp xuống và bạch với Thế Tôn là: tôn giả Gotama đã nói gì, mong nói lại cho con nghe. Thì Đức Phật mới lặp lại câu hỏi: này Amattha, ngươi nghĩ thế nào? Có nghe các Bà La Môn nói về tổ phụ của dòng họ Kanhayana không? Tức là có được nghe người ta truyền lại cái câu chuyện đó không? Thì ông mới nói rằng là: thưa Thế Tôn, con đúng nghe như vậy, và điều đó là đúng sự thật. Đức Thế Tôn đã nói đúng sự thật chứ không phải nói dối. Thì chúng ta thấy là đây có một cái vấn đề đặt ra là như vừa nãy đã nói đó: bi, trí, dũng. Mà hỏi đến 3 lần mà không trả lời, đầu bể nó 7 mảnh. Như vậy là nó có trái với lại cái bi của Đức Phật không? Sao không đánh bể đầu con người ta được không? Sao ạ? Nhưng mà Đức Phật đeo dọa là cũng mất cái bi rồi. Đức Phật nói rằng là truyền thống của Như Lai hỏi mà đến hỏi lần thứ ba mà không nói là đầu sẽ bị bẻ tới 7 mảnh. Thì không đánh nhưng Đức Phật gián tiếp rồi. Gián tiếp tên là tự mình làm hay là xui người làm đều giống nhau cả. Dạ. Nói cho biết thì nó có xui.
À, đúng rồi. À, thì nói cho biết cũng là một cái hay, đúng rồi. À, chúng ta thấy là rõ ràng là một cái điều, tức là cái lý do thứ nhất, tức là chúng ta thấy là Đức Phật thì từ bi nhưng mà có những hộ pháp. Cái đó là cái lý do thứ nhất. À, cho nên nhiều khi đến gặp mấy thầy hiền hiền nhưng mà đừng có tưởng dễ bắt nạt. Xung quanh đó là có mấy chục người hộ pháp nữa là có chuyện nữa. Thì chúng ta thấy là đó là một cái phần hộ pháp giống như ông thần Dạ Xoa đó. Mà cái điều thứ hai đó chúng ta thấy là đó là do cái công phu tu hành của Đức Phật đó. Công phu tu hành là như thế nào? Tức là khi mà ngài tu cái hạnh chân thật, khi bất kỳ tu một cái hạnh nào nó đều tỏa ra một cái năng lực của nó, mà tu cái hạnh chân thật đó thì nó tỏa ra cái năng lượng là không thể nói dối được. Đức Phật không nói dối và người nghe, người đối thoại với ngài cũng không thể nói dối được. Cho nên là Đức Phật hỏi một câu hỏi hợp lý mà không trả lời đó, chúng ta thấy là nó có một cái năng lực nó truyền nữa, nó làm thôi thúc người ta, bắt buộc người ta phải nói nên sự thật mà thôi. Thì đó là cái năng lực ở trong chúng ta đây cũng vậy. Nếu như mà một cái người nào rất là uy tín mà nói đó, chúng ta thấy là không, nhiều khi không nói nhưng mà người ta cũng tâm tắc, người ta nghe theo. Nhưng mà còn nhiều người thì nói đi nói lại, nói hoài nói mãi, nói đến hết hơi, nói hết cả sùi bọt mép cũng không ai nghe. Thì chúng ta thấy là cái năng lượng do cái năng lượng làm sao, cái năng lượng nói dối nhiều quá. Cho nên là sao ạ? Để đúng rồi, nó phát ra một cái năng lượng, cái từ trường, chúng ta thấy là khiến người ta cảm nhận được cái điều đó. Và khi mà chúng ta nghe cái câu hỏi đó, tự nhiên trong lòng chúng ta nó có một cái gì đó nó thôi thúc bắt buộc chúng ta phải nói, mà không nói chúng ta không chịu được. Thì cái đó là khi mà cái năng lực nó không chịu được, nó tỏa lên đầu, thì tự nhiên cái đầu chúng ta nó rất là nặng nề và nó có thể là để tung ra, là nó là cái lý do đó thôi. Đó, nó là hai cái cách giải thích, chứ không phải ở đây Đức Phật ác đến mức mà đánh bể đầu con người ta. Chúng ta đọc kinh thì chúng ta cũng phải chú ý cái điều đó. Nhiều khi đọc vậy nhưng mà chúng ta cứ nói vậy là chúng ta quy tội cho Đức Phật là cái người rất là ác. Đọc kinh khó mà bẻ đầu thì ghê vậy. Ở tới bây giờ đọc kinh mà khó mà bẻ đầu ấy là chúng ta biết là như nào không? Không phải suy nghĩ mà chúng ta thấy là do cái tham nó khác nhau này. Rồi chúng ta thấy là cái văn hóa nó khác nhau này. Tham khác nhau, văn hóa khác nhau là sao? Thì chúng ta thấy là cái thời ngày xưa, cho nên là mà chỉ là thuyết pháp bằng cách không có văn bản mà chỉ có nói thôi, cho nên là phải lặp đi lặp lại hoài như này, cho nên chúng ta đọc chúng ta thấy mệt. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta phân tích ra, như lần trước có cái bài đầu tiên có đưa cho cái dàn bài chúng ta có. Thì chúng ta thấy là dàn bài xong rồi, thực ra cái bài kinh giải vậy có 3 phần chứ mấy. Có 3 phần, chúng ta thấy bài này cũng có 3 phần thôi. Ba phần, phần thứ nhất là đối thoại giữa Đức Phật với Ambattha, nó ngắn gọn lắm. Tức là Đức Phật hỏi, Đức Phật trình bày cái dòng họ Đức Thích Ca là gì, rồi trình bày dòng họ Kanhayana là gì, xong Đức Phật giảng cái thứ hai là trí đức là gì, giới đức là gì, có thế thôi. Rồi cái thứ ba là sự quy y của công kia, có 3 phần ngắn gọn vậy, đâu có gì đâu. Mà chúng ta đọc chúng ta thấy bức cái đầu của chúng ta là bởi vì cái văn phong từ ngày xưa nó không hợp với chúng ta bây giờ thôi. Thế nên nó không có cái gì khó cả, mọi thứ nó rất là rõ ràng. Nhiều khi không cần ông thầy đứng đây giảng, chúng ta đọc cũng hiểu được thôi. Nhưng mà do là chúng ta chưa có một cái thời gian học pháp và chúng ta chưa quen với cái văn phong nó khác biệt, cho nên chúng ta thấy nó khó, chứ thực ra nó không có gì khó cả. Như giống như chúng thấy là Đức Phật nói hôm trước hỏi đấy, tham là cái gì, thì chúng ta thấy là tham bằng tham thôi, đâu có gì khó đâu, đúng không? Nó dễ dàng đến một cái cách khủng khiếp như vậy mà bể đầu cái gì. Đến đâu rồi ha? Đúng rồi, khi đó mới đặt tên, do cái những cái tính chất này cho nên là mới đặt tên cho ông này là người ta mới gọi, tức là không phải đặt tên mà người ta gọi ông là Kanha. Kanha tức là con quỷ. Như lần trước chúng ta thấy có nói là có hai cách đổi lời đấy, còn nhớ không? Là cái gì? À đúng rồi, dầu tu. Thì cái ông này á, ông làm cái cách này đó.
thì tuy xấu xí vậy nhưng mà rất là thông minh, và ông biết là ông ở cái giai cấp rất là thấp, cho nên là ông ấy đã đi học sang phương học đây đó, và ông đi tới phía Nam Ấn Độ. Nam Ấn là chúng ta thấy là xuất hiện, đây là những cái nơi mà học thuật rất là nổi tiếng, xuất hiện những cái tổ sư như là Long Thọ rồi Thế Thân vân vân ấy. Chúng ta biết là Ấn Độ thì nó như thế này, vẽ xấu quá mà nó không giống nữa. Cũng giống được một chút. Đây là Nepal này, là nơi Đức Phật đã, thì chúng ta thấy là đây là Bắc rồi, đây là Nam, Bangalore rồi Động Ajanta mấy Aloha các thứ là về phía Nam rồi đó. Thì ông ấy đi từ những cái vùng này xuống Việt Nam ông học, mà Việt Nam là cái nơi rất nổi tiếng về các cái đạo sư và chú thuật rất là giỏi. Thì ông này ông đến, ông ấy gặp một cái vị đạo sư rất giỏi ở Nam Ấn thời bây giờ, và ông học một cách rất là lành nghề tất cả những cái chú thuật, những cái gì mà ông kinh ông hết. Và ông thầy này ông ấy quán chiếu, tức là cũng đắc được định, ông quán chiếu biết rằng là Kanha này sẽ làm một cái chuyện rất là vĩ đại, cho nên là ông nói thôi bây giờ con đủ năng lực rồi, con xuống núi đi. Thì khi mà ông xuống núi như vậy đó thì ông mới trở về thành Ca Tỳ La Vệ, trở về cái dòng tộc Thích Ca đó, là về Ca Tỳ La Vệ đó. Khi mà về như vậy đó thì gặp lại ông vua, dạ đúng rồi, gặp lại ông vua Okaka, và có một cuộc đàm thoại xảy ra. Thì khi mà về như vậy thì ông ấy gặp vua và ông yêu cầu là vua phải gả công chúa cho ông ấy. Con này đó, thì chúng ta thấy là sau này lấy công chúa đó, cho nên là mình nói là con của người nữ tỳ mà lấy một cái công chúa của dòng họ Thích Ca đó, cái công chúa đó ở trang số 96 đó, chúng ta có thấy không, ở số 1.23 Khuddha Rupi. Như hai chữ đề. Ông về ông gặp và ông yêu cầu vua là gả công chúa Khuddha Rupi cho ông ấy. Thì vua đùng đùng nổi giận nói, cái thằng con người hầu này mà to gan, lấy cái cớ gì mà dám đòi ta gả công chúa cho. Thì ông ấy bực mình, ông lập tức cầm cái cung lên, ông định dương lên bắn Kanha cho chết luôn. Thì khi mà bắn như vậy thì ông vừa dương cung lên ấy, thì cái cung nó đứng ngắc lại chỗ. Tức là ông, tại ông có cái chú thuật ấy, cho nên là ông cứng ngắc cái cung tên ở ngay trên vua ấy. Vua không có đụng đậy được gì hết, mà vua sợ quá, mà quần thần cũng sợ quá, nói thế này mà vua mà cứ đứng này thì chết, còn sống một thời nữa thì mới xin ông ấy, nói là thôi đừng có làm tổn hại đức vua nữa. Thì ông ấy nói rằng là thì vậy thì cũng được, nhưng mà phải có, bây giờ có ba cách để cho ông vua nó giải quyết. Và cách thứ nhất đó là bây giờ cho vua bắn mũi tên đó xuống đất thì điều gì xảy ra? Hạn hán. Bắn lên trời không mưa thì cũng thế thôi. Rồi sao nữa? Bắn thái tử. Bắn thái tử thì chuyện gì xảy ra? Ông vua này ông nhiều quan lắm. Ông phải đuổi bớt đi. Lần trước chúng ta học ra chúng ông thấy là đuổi hết các thái tử đi ra ngoài biên cương để giữ lại một cái ông con mà ông ấy thương, cái bà hoàng hậu mới cưới nhất đó. Ông nhiều con lắm chứ không sợ nối dõi chết ông này còn nhiều ông khác nữa. Thì chúng ta thấy là đây nói rằng là một cái sợi lông của thái tử sẽ an toàn, chúng ta có hiểu là cái gì không? Không phải, cái câu chuyện nó như thế này, tức là bắn ấy thì là thái tử sẽ chết, nhưng mà cái câu chuyện nó xảy ra như thế này, thì ông nói rằng là bây giờ chọn cái điều này đi, chọn một trong ba điều, thì hạn hán thì là cả vương quốc đều chết, cho nên là không có chọn rồi, thì quần thần mới xin là thôi thì hãy để cho vua yên, và hãy để cho quốc gia được yên, thì ông nói ở thế vậy thì thôi. Cái lựa chọn thứ hai là bắn lên trời thì 7 năm không mưa thì cũng thế, cũng chết thôi.
thì ông nói là thế bây giờ cái thứ ba là bắn một vị thái tử chết thì sẽ được yên, thì sao ạ? Này đúng rồi, thì hy sinh một người để cứu, thì lúc này đó thì cái cô này này, cô nói bây giờ bắn chết em mình thì mình còn sung sướng gì nữa, mà cô cũng đâu ưa với ông này đâu, đen thui đen thổi. Nhưng mà thôi, bây giờ đành lòng vì cứu vua đó. Cứu vua và thôi cứu cái ông thái tử em mình, thì cô ấy chấp thuận. Cô ấy lấy ông này, thì ông này nói rằng là chấp thuận thì chấp thuận, nhưng mà vẫn phải bắn thái tử, nhưng mà ông sẽ có cách ông cứu được, tức là bắn đến thái tử thì ông dùng cái năng lực của ông ấy, tức là vừa mới chạm đến cái sợi lông thì cái mũi tên nó rớt xuống, là thái tử được yên thân. Đó, nó là như vậy. Cái trong kinh này thì nó không có được rõ ràng lắm đâu, đây là bắn đến một sợi lông không có cũng được ai làm, tức là khi mà bắn vừa chạm tới sợi lông á thì ông cái năng lực, cái thần chú của ông ấy làm cho cái cung tên nó đứng đến đây thôi, nó không có hại được thái tử, thì mọi điều được an toàn, tức là quốc gia cũng yên ổn, vua cũng yên ổn và thái tử cũng yên ổn, thì bà này phải hy sinh. Thì khi mà như vậy đó thì cuối cùng vua cũng phải bằng lòng, và cái cô này cũng phải chịu lấy cái ông Kanha này đó. Thì chúng ta thấy là cái dòng dõi của Kanha Yana là như thế, tức là do một cái người hầu mà lấy một cái công chúa của dòng họ Thích Ca, thì rõ ràng là Amata, cái nguồn gốc tổ phụ cái dòng Kanha này thì là cái người hầu của dòng họ Thích Ca, tức là rất là thấp kém hơn so với mấy tộc Thích Ca thôi, chứ có cái gì đâu mà hãnh diện. Thì chúng ta thấy là khi mà Đức Phật tuyên bố như vậy, và ông Amata này cũng phải chấp nhận cái điều đó, tức là ông cũng đã từng được nghe, nhưng mà ông ấy giấu giếm cái sự thật đó, thì ở đây mới la này. Trước cái số 1.23 đó, chúng tôi không nghĩ rằng á, chúng ta thấy chỗ đó trang 96, chúng tôi không nghĩ rằng Samun Gotama, người mà lời nói bao giờ cũng chân thật, lại là người không thể tin được. Tức là sao? Không tin ai? Đọc vậy là sai chật đất. Tức là ông Amata này đó là cái người mà trước đây đến giờ là ông luôn luôn nói sự thật. Thì cái ông, những cái thanh niên Bà La Môn mới nói rằng là thưa Samun Gotama, chúng tôi thật không ngờ được rằng là cái thanh niên Amata này là luôn nói sự thật, nhưng mà lại là cái người không thể tin được, tức là giấu giếm sự thật đấy, hiểu không? Chứ không phải là Đức Phật là cái người không tin được, thì Đức Phật nói cái sự thật mà ông này ông đã cũng công nhận rồi, thì làm sao mà Đức Phật không nói sự thật được? Tức là đây, tức là ông Amata này là trước đến giờ là ông luôn luôn là cái người tốt, luôn luôn nói sự thật, nhưng mà có một cái điều là ông che giấu những cái này mà người các thanh niên không biết. Bây giờ Đức Phật mới lật tẩy ra, thì mới nói rằng là cái ông này trước đây mọi điều tốt đẹp như vậy mà hóa ra là cái người nói dối, thì không tin Amata nữa, rõ chưa? Thì khi mà làm đến đấy thì bắt đầu mới la ông Amata quá trời luôn. Là chúng ta thấy là ở số 1.23 đó, dạ đúng rồi, khi thì tức là la xong nó, tức là cái người nói dối đó, thì chúng ta thấy là đây là một cái hành động rất là đẹp của Đức Phật. Dạ rồi, dòng tộc Amata rồi này. Thì đến đây là sự bao dung của Đức Phật. Thì khi mà Amata này bị người ta, bị các cái thanh niên Bà La Môn đi theo chửi bới, rồi nói rằng là cái người không có chân thật, không thể tin được nữa, thì tức là đang nhục mạ Amata rất là nhiều. Thì Đức Phật nói rằng là như vậy thì cũng rất là tội cho Amata. Thì Đức Phật thương, Đức Phật mới gỡ lại cái danh dự cho. Gỡ lại danh dự bằng cách nào? Đức Phật nói rằng là từ đoạn 1.23 cho đến hết cái 1.23 đó, cái phần đó thôi. Thì Đức Phật nói rằng là đừng có phỉ báng thanh niên này quá đáng. Là tại sao? Là bởi vì Kanha này. Dạ đúng rồi, Kanha, tổ phụ của Kanha đó, tuy rằng là như vậy nhưng mà là một cái vị tu sĩ rất là nổi tiếng, rất là vĩ đại.
Cho nên là cái nguồn gốc của ông tuy vậy nhưng mà vẫn là con người vĩ đại, cho nên là đừng có phỉ báng anh nữa, mà vẫn nên tôn trọng. Ở đây chúng ta thấy khi mà lấy được lại cái thế cân bằng như vậy đó thì bắt đầu mới có cái sự đối thoại giữa Amitabha và Đức Phật một cách bình thường hóa lại đó, giống như bình thường hóa quan hệ lại. Và lúc này thì Amitabha bắt đầu kính phục Đức Phật rồi. Ở đây chúng ta thấy là học được một cái điều của Đức Phật nữa là gì? Độ lượng chúng ta có lật tẩy ai mà có gì thì đừng dồn cho người ta đến một cái chân tường một cách quá đáng quá. Khi mà dồn quá thì chúng ta sẽ nguy hiểm mà thôi. Như Đức Phật đây cũng vậy, Ngài dồn đến một cái mức độ nhất định xong rồi Ngài lại đánh xong Ngài lại vuốt. Chúng ta thấy là Amitabha rất là phục Đức Phật và bắt đầu mới đối thoại với Đức Phật. Rồi chúng ta xong cái phần đối thoại của Đức Phật với Amitabha về dòng họ chưa xong. Thì còn một trong cái phần này còn một cái phần nữa, tức là 5 phút này. Rồi bây giờ là Đức Phật so sánh giữa Bà La Môn với lại Sát Đế Lợi. Chúng ta có biết tại sao Đức Phật so sánh Bà La Môn với Sát Đế Lợi không? Tại vì ông chửi rủa dòng họ Thích Ca là thuộc Sát Đế Lợi, nói là Sát Đế Lợi chỉ để phục vụ cho Bà La Môn thôi. Nhưng mà Đức Phật đây Ngài sẽ chứng minh cho chúng ta thấy là Sát Đế Lợi là như thế nào và Bà La Môn là như thế nào. Thì ở chỗ 1.24 cho đến hết chấm 1.28 thì nó có hai phần, tức là Đức Phật chứng minh về giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sát Đế Lợi, xem giai cấp nào là cao hơn. Thì cái trường hợp thứ nhất là một người Sát Đế Lợi, một người nam đó. Nam Sát Đế Lợi cưới một người nữ Bà La Môn thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng ta thấy là Bà La Môn là welcome tất cả mọi thứ, tức là cái gì cũng được, tức là cho dạy học rồi được ngồi giữa những Bà La Môn để đàm đạo. Nhưng mà chúng ta thấy là ok đối với lại Bà La Môn, tức là vào trong Bà La Môn không vấn đề gì hết. Nhưng mà Sát Đế Lợi đó thì chúng ta thấy là khi mà làm lễ quán đảnh thì không được phép, không được ở Sát Đế Lợi. Quán đảnh tức là gì? Quán đảnh thì chúng ta biết là giống như là chuẩn bị lên làm vua đấy, tức là chính thức là tức là phong lên cho làm cái gì đấy, tức là kế vị ngai vua là thái tử đó, tức là được phong làm thái tử rồi, ví dụ vậy. Được làm thái tử là chắc chắn là sẽ lên ngôi vua thôi. Thì ở đây cũng vậy. Thì khi mà một người nam Sát Đế Lợi mà lấy một người nữ Bà La Môn đó, đẻ ra một đứa con trai đó, thì không được phép làm thái tử. Thì đó, thì tức là chúng ta thấy là, nhưng mà đối với đạo Bà La Môn đó, được làm tất cả mọi thứ, được tu đạo, được vào sinh hoạt rất bình thường ở Bà La Môn không vấn đề gì hết. Thì chúng ta thấy là tuy rằng bị lai rồi đó, nhưng mà chúng ta thấy là ở dòng Bà La Môn vẫn ok. Nhưng mà ở Sát Đế Lợi đó có cái sự hạn chế. Thì Đức Phật kết luận lần thứ nhất rằng là rõ ràng là Sát Đế Lợi phải hơn nhé. Cái này hiểu không? Hơi khó đúng không? Bây giờ nó như thế này. Hôm nọ mình có nói là tức là hai cách đổi đời đó. Thì có người nói là ở cưới, tức là chúng ta liên hệ giống như ở Mỹ đúng không? Một người không có quốc tịch cưới người quốc tịch cuối cùng có thể xanh đúng không? Chúng ta thấy là nhưng mà đây không có. Bởi vậy cho nên mới nói rằng là chỉ có hai cách để mà đổi đời là tu với lại làm giàu thôi, chứ còn cưới là đây không có được. Tức là giữa một người Bà La Môn, một người nam Sát Đế Lợi cưới một người nữ Bà La Môn đó, thì cái người đó là pha đạp rồi, nhưng mà có thể được bất kỳ một cái quyền lợi nào Bà La Môn đó, dòng họ Bà La Môn, tức người thuộc tộc Bà La Môn á, có một cái quyền lợi gì đó thì cái người con lai này đều được hết, cái gì cũng có thể làm được. Nhưng mà đối với Sát Đế Lợi đó là không được,
tức là sát đế lợi mà muốn được làm lễ quán ảnh ấy thì phải thuần túy là sát đế lợi, dưới sát đế lợi, nếu mà pha tạp với Bà La Môn là không được, rõ chưa? Thì đó, cho nên mới chứng minh là rõ ràng là sát đế lợi phải cao hơn nhé, bởi vì phải sát đế lợi, lấy sát đế lợi mới được làm thái tử, sát đế lợi lấy Bà La Môn cao hơn mà không được làm thái tử thì rõ ràng là Bà La Môn là phải thấp hơn sát đế lợi, đúng không? Chỗ này hiểu chưa? Thì tương tự như vậy, ngược lại là nữ sát đế lợi lấy nam Bà La Môn cũng tương tự như vậy, tức là được phép, người con sinh ra đó là được phép làm tất cả mọi điều như một vị Bà La Môn, nhưng mà không được phép làm thái tử, thì giống như vậy. Rồi bây giờ thì cái đoạn đó thì Đức Phật kết luận lại là do hai cái dẫn chứng ấy, Đức Phật kết luận lại là rõ ràng rằng là sát đế lợi phải cao hơn Bà La Môn, nhưng mà cái đó là cái bình thường thôi. Chúng ta thấy là cái sự phân chia xã hội, chúng ta biết là giữa Bà La Môn với lại sát đế lợi, cái nào xuất hiện trước? Sao vậy? À, một nửa nói Bà La Môn, một nửa nói sát đế lợi, cái gì cũng trúng hết. Tức là một nửa lớp nói Bà La Môn, một nửa lớp nói sát đế lợi, cho nên thầy hỏi cỡ nào cũng trúng hết, cũng có người trả lời đúng. À, đúng rồi, đúng rất chính xác. Chúng ta thấy là mà cái này thôi, để dành đến cái bài có một cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn á. Khởi Thế Nhân Bổn là sẽ nói rất rõ ràng là đúng rồi. Cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn này, nếu mà có dịp học chúng ta sẽ biết nguồn gốc rất rõ là cái trường hợp nào xuất hiện trước. Và ở đây chúng ta biết sơ, tức là giai cấp sát đế lợi ra đời trước, là bởi vì sao? Khi mà xã hội hình thành đó thì cái nhu cầu tâm linh người ta chưa có, mà người ta cần có phân chia giai cấp, là có người hơn người thua, cần phải có người đứng ra làm cái cán cân công lý, cho nên là giai cấp cầm quyền mới ra trước. Và khi mà giai cấp cầm quyền ra rồi đó thì bắt đầu xã hội mới phức tạp lên, rồi nó mới ra những cái vấn đề như là thiếu mưa thiếu nắng. Thì lúc đó là giai cấp Bà La Môn mới ra đời để làm lễ cầu nguyện xong rồi thấy là có một cái là một số cái linh ứng thì cho rằng là ta là cầu nối, ta là con của Phạm Thiên, thế là con của Phạm Thiên thì ông này phải thuộc về tôi, cho nên bắt đầu là mới tuyên bố cái vị trí của mình và cứ đèo đầu ông Phạm Thiên nói là ông Phạm Thiên nói chứ không phải tôi, là cuối cùng lâu ngày thì ông này cũng phải nghe thôi. Chúng ta thấy là cái nguồn gốc của nó thì sát đế lợi có trước, và giai cấp Bà La Môn rõ ràng là phải thấp hơn sát đế lợi. Nhưng mà khi mà vào bài kinh này thì chúng ta sẽ đi cụ thể hơn. Thì hôm nay chắc chúng ta dừng ở đây đi ha. Có thắc mắc gì không ạ? À, thì nhằm cái lúc mà hết giờ mới hỏi, chứ còn giờ hỏi đi. Lại 10 giờ vẫn được này. Ở đây thôi, cứ bảo 10 giờ đi, còn bây giờ thầy về. Thầy làm xong nhiệm vụ thầy về, còn nay còn lại cũng được, không sao cả. Thầy về sáng. Được. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng đều chọn thành Phật đạo. Hình như là thứ hai thầy dạy thay thầy Đồng Viên một buổi thì phải.